Hôm nay chúng ta sẽ học về khung của một chương trình học ngữ, bao gồm khung chương trình nó phân làm hai loại, một khung chương trình là EXE và khung chương trình .com. Đấy thì khung chương trình EXE đầu tiên là vào khung chương trình. Thì khung chương trình EDE, một chương trình của khung EDE sẽ được nạp vào bên trong bộ nhớ và nằm trong bốn đoạn. Địa chỉ hầu hết mỗi đoạn chứa 4 thanh ghi, và trong khi chương trình .com chỉ bằng là một đoạn thôi. Tức là một chương trình EDE nó nằm vào bộ nhớ thì nó nằm trong 4 đoạn, còn chương trình .com nó chỉ nằm trong vòng một đoạn thôi. Đấy. Thì cấu trúc nó như sau. Đầu tiên là trong mốt quy mô sử dụng bộ nhớ, một trăm h hoặc là 200 h gì đấy, hoặc là chấm vân vân. Chấm được cái này mình sẽ nói rõ sau. Start kích thước data khai báo dữ liệu, rồi chấm code main block, tiếp theo là khởi tạo dữ liệu. Bước tiếp theo của bước khởi tạo dữ liệu chính là ta viết cái câu mà luôn có trong trường hợp ngữ. Đây, MOV DS ấy. Các lệnh tiếp theo là các lệnh của thủ tục chính, các lệnh của gọi từng con. Các lời gọi trên đường con, trở về đốt nếu dùng hàm 4 xe của Inter hàng mẫu ha, trở về đốt dùng hàm Inter mà 4 xe của Inter tiếp theo là lệnh tắt MOV AH tại 4 xe. Inter 24 ha. Đây là chương trình con 1 của Z. Chương trình con ND. Đây. Chương trình con 2 của Rock. Viết ra bên phía dưới cho đây vậy. Trên con 2 block, các là trên con 2
Tiếp theo là em nên và kết thúc. Đây ta thấy đây. Đầu tiên là nó sẽ khai báo mô sinh của nhớ đã. Tiếp theo là nó sẽ khai báo kích thước của nhớ. Rồi nó khai báo dữ liệu code của nó. Rồi tiếp theo là nó khởi tạo dữ liệu MOBIX BSDX DSAX, các lệnh được thư thủ tục trong thủ tục chính. Thủ tục chính của nó, nó là gọi cho hình con trở về đốt cái hàm 4 xe của Inter 21A. À quên, chỗ này có men em này. Tiếp theo là cấu trúc của một khung chương trình trong con. Khung chương trình trong con này bắt đầu mở đầu là MO1. Và nó định nghĩa cho các biến các hàng để tại đây thì nó định nghĩa. Cho các biến các hàm, biến các hàm. Và hàng để lại tại đây. Để kết thúc thì người ta sẽ đưa tín hiệu main và rock vào. Rock là tên, main cộng với tên của cái chương trình. Các lệnh chương trình chính. Nhập lên đây để tên người ta bắt đầu thử. Và tiếp theo là Inter 21. Inter 20 không phải 21. Man NB. Rồi N start. Vậy là kết thúc cái chương trình chấm con ở đây. Chúng ta nhớ điều là ở đây. Đó là dạng chương trình chấm con, dạng chương trình chấm ee này. Đây.
ban đầu nó khởi tạo main và drop, rồi nó khởi tạo dữ liệu đấy. Khởi tạo dữ liệu bằng mẫu g ax a cộng data, và cái này nó khởi tạo bằng cách là kết thúc cái buổi học.